Còn giờ mình sẽ thả nó về với môi trường tự nhiên nhé. Rồi nhớ lần sau đừng có dại mà vào cái thòng của tao rồi nhé. Ha ha ha!
Vậy là hôm nay là mình dính được một em cua rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ gỡ ra để cho anh em thấy được cái hiệu quả của cái thòng dây bên mình. Cái thòng dây mình sử dụng Kendo nên là cái ưu điểm của nó là sẽ không bị cứa vào cái dây liên kết này. Vì cái dây liên kết này là rất là mảnh, sợi chỉ có 0.5 thôi, mà anh em sử dụng khoen đồng á thì sau một thời gian cái khoen đồng thì nó rẻ tiền hơn. Thì sau một thời gian này nó cứa vào cái dây liên kết này thì dễ bị đứt nhá. Rất là chắc, mình mò từ nãy giờ mà chưa gỡ được. Rồi, ngày hôm nay thì mình đã thực hiện xong cái cách đánh bằng kỹ thuật đánh bằng thòng dây kết hợp với mẹt 7 bên mình nhé. Đây là mẹt tròn này. Thì hôm nay là nó đi theo cặp nhưng mà rất tiếc là chỉ có một em cuốc vào thôi. Thì sau một hồi khoảng 30 phút, anh em nào mà đánh cuốc hay thì một kèo mình đánh khoảng từ 20 đến 30 phút đổ lại thôi nhé. Còn thời gian mà lâu hơn thì anh em không nên đánh. Vì thứ nhất là ở chỗ đấy thì chim nó đã nhát rồi, không có cái khả năng vào bẫy, nó khó hơn. Anh em một ngày đi đánh vài kèo thì cứ 20-30 phút đổ lại thôi. Rồi anh em nào có nhu cầu mà liên hệ thòng dây này và mệt bẫy chim thì cứ liên hệ số điện thoại ở trong video này, hoặc là để lại bình luận ở dưới video để mình có thời gian mà sẽ trả lời trực tiếp những cái câu hỏi, những cái thắc mắc và các cặp đánh cuốc của bên mình nhé. Rồi cảm ơn anh em. Cảm ơn đã theo dõi kênh Thành Lộc Shop và nhớ like, đăng ký, ủng hộ để cho mình có những video bổ ích tiếp theo nhé. Còn rồi ngày hôm nay thì mình sẽ xin phép thả em nó về môi trường tự nhiên nhé. Vì cuốc thì thường thường nó đi có đôi có cặp, mà mình bắt về thì cũng không làm gì tại vì mình ở nhà rất nhiều cuốc này rồi. Đó, anh em nào đam mê thì nhớ like, đăng ký để ủng hộ cho mình có những video bổ ích tiếp theo nhé. Rồi nhớ lần sau đừng có dại mà vào cái thòng của tao rồi nhá. Rồi, đi mất rồi.